Bộ phim Một quan điểm về vũ trụ. Đạo diễn Jerome Corbio. Trịnh Xuân Thuận là một nhà vật lý thiên văn nổi tiếng trên toàn thế giới. Là giáo sư giảng dạy và nghiên cứu tại Trường Đại học Virginia của Mỹ, ông là chuyên gia nghiên cứu về sự hình thành của các thiên hà. Ý niệm riêng của ông về vũ trụ đã được tư tưởng của Đạo Phật làm phong phú thêm. Ngay từ lúc đầu, ngay từ lúc khởi thủy, vũ trụ đã giãn nở theo một hàm số mũ, nghĩa là kích thước của nó đã tăng lên gấp bội theo hàm số mũ. Từ kích cỡ nhỏ hơn hàng tỷ lần kích cỡ của một nguyên tử, vũ trụ đã giãn nở và có kích thước như một quả cam. Quả cam này có mật độ khối lượng và nhiệt độ cao không thể tưởng tượng được, đúng không? Hoàn toàn chính xác, lúc đó nhiệt độ của vũ trụ là 10 mũ 32 độ C. Với kích thước của một quả cam, nhiệt độ của vũ trụ lúc đó lên tới hàng triệu triệu độ, rất nóng và mật độ khối lượng rất lớn. Vậy khi quả cam cứ lớn dần lên thì... Thì vũ trụ lại càng loãng và lạnh dần đi. Và chính cái đó giúp tạo nên vật chất. Bởi vì khi vũ trụ rất nóng thì vật chất không thể được sản sinh. Khi tôi nói rất nóng, nghĩa là có những chuyển động rất mạnh. Nghĩa là khi nhiệt độ rất cao, các nguyên tử va đập vào nhau rất mạnh. Và mỗi khi có một cấu trúc nào đó đang chuẩn bị hình thành, thì nó sẽ bị phá vỡ ngay lập tức do những cú va đập mạnh đó. Và khi vũ trụ càng loãng và lạnh dần đi, thì vật chất đó lại càng có thể kết hợp với nhau. Ví dụ, cứ 3 hạt quark kết hợp với nhau thì tạo nên một hạt proton. Như vậy, sẽ có các hạt proton, các hạt phản proton, các hạt electron, các hạt phản electron, vân vân. Và cuối cùng thì tạo ra vật chất. Vâng, đúng thế. Người ta nghĩ rằng các ngôi sao đầu tiên được hình thành nhiều triệu năm sau vụ nổ lớn Big Bang, vụ nổ hình thành vũ trụ, và các thiên hà đầu tiên có thể được hình thành 1 tỷ năm sau vụ nổ đó. Hiện nay với kính viễn vọng, người ta có thể nhìn thấy tới tận 2 tỷ năm sau vụ nổ đó, bởi vì vụ nổ lớn Big Bang đã xảy ra cách đây 14 tỷ năm. Và vì kính viễn vọng càng ngày càng hiện đại, nên người ta càng ngày càng nhìn được xa hơn trong quá khứ. Người ta đã nhìn ngược về quá khứ bằng cách như vậy. Kính viễn vọng thực sự là một cỗ máy cho phép các nhà thiên văn học lội ngược dòng thời gian, và trên cơ sở đó họ xây dựng lại lịch sử hình thành vũ trụ. Một vũ trụ vận động không ngừng. Là những nhà máy chế biến vật chất thực sự, các ngôi sao là những nhà thuật giả kim của vũ trụ. Vụ nổ lớn Big Bang chỉ tạo ra heli và hydro. Những nguyên tố nhẹ nguyên sơ này được tạo ra trong 3 phút đầu tiên của vũ trụ. Và như vậy thì các ngôi sao đầu tiên chỉ chứa có hydro và heli. Và tất cả các nguyên tố nặng, những nguyên tố nặng đã tạo ra chúng ta và tạo ra sự sống và cho phép tạo ra tất cả những vật chất mà ngày nay chúng ta nhìn thấy ở xung quanh chúng ta đã tạo được ra sau đó bởi thuật giả kim hạt nhân diễn ra trong lòng các ngôi sao, cụ thể là những vì tinh tú khối lượng lớn. Vậy những ngôi sao đầu tiên này vẫn chưa tạo ra được các nguyên tố nặng. Khi tôi nói nguyên tố nặng, có nghĩa là carbon, chất liệu cấu tạo nên cơ thể chúng ta, là oxy, cái chúng ta vẫn hít thở, là vàng mà chúng ta vẫn đeo ở cổ tay. Chỉ sau khi khoảng không giữa các vì sao đã được làm giàu bởi thuật giả kim hạt nhân của những ngôi sao khối lượng lớn, thì tất cả các nguyên tố nặng mới được tạo ra bởi các thế hệ tinh tú liên tiếp. Ví dụ mặt trời vẫn chiếu sáng trái đất của chúng ta là một ngôi sao thuộc thế hệ thứ 3. Các ngôi sao được tạo ra và biến mất. Vào thời kỳ bình minh của vũ trụ, các ngôi sao khối lượng lớn, lớn hơn mặt trời của chúng ta rất nhiều, được tạo ra và biến mất ở khắp mọi nơi. Cuối cùng thì tất cả các ngôi sao khối lượng lớn đó đều nổ tung. Đúng thế. Và đó chắc là sự tận thế. Vâng, đó là những vụ nổ lớn và mạnh. Chỉ trong vòng vài giây, độ phát sáng của ngôi sao khối lượng lớn đạt đến độ phát sáng của cả một thiên hà, nghĩa là bằng 100 tỷ mặt trời. Thực sự là sáng chói, và sau đó, các ngôi sao khối lượng lớn phóng ra các nguyên tố nặng, sản phẩm của thuật giả kim hạt nhân diễn ra trong lòng các ngôi sao đó.
Những nguyên tố này đầu tiên được phóng vào khoảng không giữa các vì sao, và sau đó là khoảng không giữa các thiên hà sau khi các thiên hà đầu tiên được hình thành. Sau đó khoảng không giữa các vì sao đến lượt mình lại bị nổ tung dưới tác động của lực hấp dẫn để tạo nên thế hệ tinh tú thứ hai. Thế hệ này lại tiếp tục thuật giả kim hạt nhân rồi lại nổ tung, lại làm giàu các nguyên tố trong khoảng không giữa các vì sao đó và tạo nên thế hệ tinh tú thứ ba. Rồi cứ thế tiếp tục như vậy. Đó là một chu kỳ sinh và tử bất biến. Các ngôi sao được tạo ra, tồn tại và biến mất theo những chu kỳ kéo dài hàng triệu, thậm chí hàng tỷ năm. Tất nhiên là được đem ra so sánh với một đời người chỉ dài có 100 năm. Vậy ngôi sao mới rất sáng đó sẽ phóng ra vật chất chứ? Đúng thế, đó là những luồng khí đã được các nguyên tố làm giàu. Những luồng khí này được phóng ra với tốc độ vài chục km một giây và khoảng không giữa các vì sao. Sự hình thành các thiên hà. Dưới tác động của lực hấp dẫn, các vì sao đã tập hợp nhau lại thành những cụm lớn, đó là các thiên hà. Các thiên hà đầu tiên không giống như những thiên hà hiện nay của chúng ta, phải không? Không, anh biết đấy. Đó chủ yếu là những thiên hà lùn, những thiên hà nhỏ hơn 10 lần. Đường kính có thể chỉ là 10.000 năm ánh sáng thay cho 100.000 năm ánh sáng. Và các nhà vật lý thiên văn nghĩ rằng những thiên hà lùn đó đã tập hợp nhau lại theo một quá trình rất có trật tự. Chính lực hấp dẫn đã hút chúng lại để tạo nên những thiên hà đẹp đẽ mà ngày nay chúng ta quan sát thấy. Ví dụ, dải ngân hà của chúng ta đã hợp nhất nhiều thiên hà lùn và nó vẫn đang tiếp tục công việc đó. Những đám mây Magellan quay xung quanh dải ngân hà của chúng ta đang bị hút vào đó, và như vậy thì vài tỷ năm nữa, những đám mây đó sẽ được sát nhập vào dải ngân hà của chúng ta. Hiện nay khi chúng ta quan sát rất nhiều thiên hà, chúng ta đều thấy ở chính giữa các thiên hà đó có các hố đen, những vật thể có khối lượng lớn. Ví dụ trong thiên hà của chúng ta có một hố đen mà khối lượng của nó lớn gấp 1 triệu lần, thậm chí 2 triệu lần khối lượng của mặt trời. Ở chính giữa thiên hà ư? Đúng, ở chính giữa thiên hà. Trong các thiên hà khác có thể có những hố đen mà khối lượng của chúng lớn gấp hàng tỷ lần khối lượng của mặt trời. Và những hố đen đó sẽ ngấu nghiến thiên hà từ bên trong? Ồ không, chúng chỉ ngấu nghiến những ngôi sao nằm ở gần tâm thiên hà thôi. Những ngôi sao xấu số vì chuyển động quá gần vòng cương tỏa của lực hấp dẫn. Những vì sao như mặt trời của chúng ta thì không bị ảnh hưởng. Bởi vì mặt trời của chúng ta cách tâm của thiên hà những 30.000 năm ánh sáng, vậy nên mặt trời sẽ không bị hố đen nằm ở tâm thiên hà nuốt chửng. Các phân tử trong vũ trụ. Các nhà khoa học đã phát hiện ra trong những đám tinh vân những phân tử phức tạp, phân tử đường, rượu và thậm chí cả chất chống đông. Có phải là các nhà vật lý thiên văn đã tìm thấy trong các đám tinh vân những chất cơ bản của hóa hữu cơ như phân tử đường, một trong những chất cơ bản của ADN? Đúng thế. Đó thực sự là một bất ngờ lớn trong những năm 60, 70. Các nhà thiên văn vô tuyến đã tìm thấy loại phân tử đó. Loại phân tử được tạo thành từ những nguyên tố nặng có nhiều nhất trong vũ trụ, đó là carbon, nitơ và oxy. Chính những hợp chất này, trong đó có một số hợp chất tạo ra axit amin, sẽ tạo nên sự sống sau này. Nhưng đó vẫn chỉ là những tập hợp của khoảng 20 nguyên tử, còn lâu mới đạt đến cấu trúc của ADN. Nhưng đó là những phân tử đầu tiên có thể hình thành sự sống. Và đúng là các nhà vật lý thiên văn đã rất ngạc nhiên khi thấy những phân tử đó được sản sinh trong khoảng không giữa các vì sao. Vì đó thực sự là một môi trường không mến khách gì. Ở đó rất lạnh. Môi trường giữa các vì sao thì không gần mặt trời. Nhiệt độ ở đó là âm 263 độ C. Rất lạnh và cũng khá loãng. Còn áp suất thì rất thấp đúng không? Đúng thế, áp suất rất thấp, không có nhiều vật chất. Tuy vậy, thiên nhiên vũ trụ có khả năng sáng tạo cao đến mức đã có thể phối hợp tất cả những nguyên tố đó để tạo ra những phân tử hóa học. Những phân tử này có thể là những viên gạch đầu tiên của sự sống. Như vậy, vũ trụ không cằn cỗi vô sinh.
Có những giả thuyết cho rằng trong không gian có virus, thậm chí có cả vi khuẩn, đúng không ạ? Đúng, nhưng chuyện đó chưa được xác nhận. Tất cả những ý kiến đó hiện chỉ là lý thuyết thôi. Điều chắc chắn và đã được thiên văn học xác nhận là có các phân tử giữa các vì sao mà chúng ta nói ở trên, có các axit amin trong các thiên thạch rơi từ trên không gian xuống, và các thiên thạch này có cùng tuổi với Thái Dương hệ, tức là 4 tỷ năm rưỡi. Nhưng đúng là có những dạng sinh vật thực sự kỳ lạ. Người ta đã phát hiện ra trên trái đất những loài vi khuẩn sống trong điều kiện cực kỳ khắc nghiệt. Những loài sinh vật mà trước đây người ta nghĩ rằng không thể tồn tại. Chúng sống ở sâu dưới đại dương, nơi mà không có một tia nắng mặt trời nào có thể rọi tới. Hoàn toàn là bóng tối bao trùm khắp nơi. Các vi sinh vật đó, các vi khuẩn đó tồn tại nhờ những trầm tích lưu huỳnh trên miệng núi lửa dưới đáy biển. Vậy trên thực tế, chúng ta thấy là thiên nhiên đã rất sáng tạo khi tạo ra sự sống. Chính vì thế mà tôi nghĩ rằng rất có khả năng là có sự sống ở nơi khác ngoài trái đất chúng ta. Một nơi nào đó khác trong hệ mặt trời của chúng ta. Nước, nguồn gốc của sự sống. Nước có thể giúp cho sự sống phát triển ở nơi khác. Chúng ta biết rằng có rất nhiều dấu hiệu đã có nước ở trên sao Hỏa. Trong quá khứ, cách đây vài tỷ năm, trên sao Hỏa đã từng có hồ, có mưa, và như thế thì có thể đã có sự sống, nhưng đó là sự sống dưới hình thức vi sinh vật, chắc chắn là rất xa với sự sống mà chúng ta biết trên trái đất này. Đó là những đơn bào, phải không? Và có những nơi khác trong Thái Dương hệ cũng rất thú vị. Ví dụ châu Âu là một vệ tinh của sao Mộc, và người ta nghĩ là dưới bề mặt đóng băng của nó có biển. Và nói có nước nghĩa là có thể có sự sống. Vậy sẽ rất hay nếu một ngày nào đó người ta đến thám hiểm nơi này. Cũng có thể là thiên nhiên rất sáng tạo. Có thể là thiên nhiên tìm ra các giải pháp khác không cần đến nước. Nhưng hiện giờ, các nhà khoa học nhìn ngó trước hết những nơi có nước trong Thái Dương hệ. Kiến trúc của vũ trụ. Vũ trụ đã được điều chỉnh với một sự chính xác tuyệt vời để cho sự sống xuất hiện. Ngẫu nhiên, tình cờ hay không? Tất cả các vật chất trong vũ trụ mà hiện nay chúng ta nhìn thấy đều được xác định bởi những hằng số vật lý. Số lượng các hằng số ư, 15, khoảng 15 hằng số vật lý. Người ta đã đo chính xác giá trị của chúng trong các phòng thí nghiệm. Nhưng người ta chưa đưa ra được một thuyết nào để có thể giải thích tại sao những hằng số đó lại có giá trị thế này hoặc thế kia. Trong các hằng số vật lý đó, có vận tốc ánh sáng. Chúng ta biết rằng ánh sáng di chuyển với vận tốc là 300.000 km một giây. Đó là vận tốc lớn nhất trong vũ trụ. Nhưng người ta không có một lý thuyết nào để có thể giải thích tại sao là 300.000 km một giây chứ không phải là 3 mét một giây. Tại sao lại có giới hạn đó? Tại sao là 300.000 km một giây thay vì 3 mét một giây? Chuyện đó người ta không giải thích được. Cũng như đối với những hằng số vật lý khác, như khối lượng của proton, điện tích của electron, hằng số Planck rất nhỏ nên nó xác định kích cỡ của các nguyên tử, hay hằng số hấp dẫn xác định lực hấp dẫn, cường độ của lực hấp dẫn. Chúng ta biết tất cả những hằng số đó, chúng ta quan sát được, nhưng chúng ta vẫn chưa biết tại sao chúng lại có giá trị như thế này hay thế kia. Và những hằng số đó xác định toàn bộ các vật chất trong vũ trụ. Ví dụ, trọng lượng của chúng ta, cơ thể của chúng ta, màu sắc của những bông hoa, kích thước của ngọn núi cao nhất trên trái đất, kích thước của dãy núi Himalaya, kích thước của trái đất. Tất cả những cái đó đều do các hằng số vật lý xác định nên. Và người ta đã nhận thấy là các hằng số vật lý đó đã được điều chỉnh một cách cực kỳ chính xác để cho sự sống xuất hiện. Giải thích về sự xuất hiện của sự sống. Ví dụ như tỷ trọng của vũ trụ phải được điều chỉnh ở một con số rất chính xác là 10 mũ âm 60. Nó tương đương với độ chính xác mà một cung thủ thiện nghệ phải thực hiện được nếu anh ta muốn nhắm trúng mục tiêu kích thước chỉ 1cm vuông, nghĩa là rất nhỏ, nhưng lại được đặt tận đầu biên của vũ trụ, cách xa đó những 14 tỷ năm ánh sáng.
Ở tận đầu bên kia của vũ trụ ư? Vâng, đúng thế, nghĩa là cực kỳ chính xác. Gần như là không thể, phải không? Vậy nên chuyện đó mới hấp dẫn chúng ta đến câu hỏi, liệu có một nguyên lý sáng tạo, một cái gì đó chi phối, điều chỉnh mọi chuyện ngay từ đầu không? Hãy gọi cái đó là sự tất yếu, hay đó chỉ hoàn toàn là sự tình cờ ngẫu nhiên? Nếu đó là sự ngẫu nhiên tình cờ, nếu như có một xác suất nhỏ như vậy để giải thích sự xuất hiện của sự sống trong vũ trụ, thì sẽ cần phải đưa ra giả thuyết là đã có sự hiện hữu của vô số vũ trụ. Nếu anh chơi xổ số, và nếu anh mua tất cả các vé xổ số, thì chắc chắn là sẽ có một vé trúng giải độc đắc. Như vậy thì ở đây, nếu anh có vô số vũ trụ, cái đó người ta gọi là đa vũ trụ. Mỗi vũ trụ có một kiểu tổ hợp các điều kiện ban đầu và hằng số vật lý riêng. Phần lớn các vũ trụ đó sẽ không có sự sống. Vì tổ hợp các hằng số vật lý không chuẩn xác, trừ vũ trụ của chúng ta vì nó có một tổ hợp chuẩn xác và hoàn chỉnh như là vé trúng số độc đắc vậy. Ông có tin vào giả thuyết đa vũ trụ đó hay là ông nhận định chỉ có một vũ trụ đã được xác lập từ trước? Với câu hỏi này, tôi sẽ trả lời anh với tư cách một con người bình thường, chứ không phải với tư cách một nhà khoa học, bởi vì khoa học có thể chấp nhận thuyết đa vũ trụ. Tôi rất muốn biết ý kiến riêng của ông. Thế này, tôi gọi đây là sự đánh cuộc kiểu Pascal, triết gia người Pháp nổi tiếng sống ở thế kỷ 17. Tôi nghĩ là vũ trụ, tôi nghĩ là có một nguyên lý sáng tạo đã điều chỉnh, chi phối mọi chuyện ngay từ lúc đầu. Và tôi nghĩ là chỉ có một vũ trụ duy nhất thôi, bởi vì trực cảm của tôi mách bảo như vậy. Thật khó mà tin rằng vũ trụ mà tôi nhìn ngắm qua kính viễn vọng với tất cả sự hài hòa, đẹp đẽ, cấu tạo có tổ chức như vậy mà lại là sản phẩm của một sự ngẫu nhiên tình cờ. Thật khó mà tin rằng chẳng có gì có ý nghĩa hết, rằng chúng ta ở đây là hoàn toàn tình cờ ngẫu nhiên, rằng tất cả kiến trúc này của vũ trụ là được tạo ra bởi sự ngẫu nhiên tình cờ. Nguyên lý vị nhân. Vũ trụ có thể đã bị điều chỉnh để cho sự sống có ý thức xuất hiện. Vị nhân, từ này có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp, Anthropos, có nghĩa là con người. Sự điều chỉnh hết sức chính xác các hằng số vật lý và các điều kiện ban đầu mà tôi đã nói với anh ở trên lúc nãy, tất yếu phải dẫn đến một ý thức. Vị nhân dẫn tới con người, vũ trụ không dẫn tới con người, mà vũ trụ dẫn tới một ý thức có khả năng tự đặt ra những câu hỏi về vũ trụ đã sản sinh ra nó. Vậy nên tôi muốn nói tới nguyên lý phức tạp hơn là nguyên lý vị nhân, bởi vì sự tiến hóa của vũ trụ không chỉ nhắm đến con người, mà còn nhắm đến bất cứ loài có ý thức nào trong vũ trụ. Một loài có ý thức ngoài hành tinh là hoàn toàn có thể. Vậy thì theo ông, sự xuất hiện của sự sống và ý thức đã được dự tính từ cách đây 15 tỷ năm. Đúng thế, đó là những gì tôi đã nói trong nguyên lý vị nhân. Đó là một sự đánh cuộc theo kiểu triết gia Pascal, bởi vì có những nhà vật lý thiên văn nói rằng có vô số các vũ trụ song song với nhau, và với tất cả những tổ hợp có thể có được từ các hằng số vật lý và các điều kiện ban đầu, tất cả các vũ trụ đó đều không có sự sống và ý thức, trừ vũ trụ của chúng ta do tình cờ và ngẫu nhiên. Nhưng như thế thì thật không thể tưởng tượng nổi. Điều đó có nghĩa là, chính xác mà nói, thì nếu như sự sống đã được dự tính từ trước, và cái ý thức, cho dù đó không phải là ý thức của con người, nếu như sự sống đó, ý thức đó đã được dự tính vào lúc xảy ra vụ nổ Big Bang, thì có nghĩa là tất cả những cái đó đã được ai đó hay cái gì đó dự tính từ trước. Tôi không biết ai đó. Anh biết đấy, trên thực tế, tôi theo đạo Phật. Và trong đạo Phật thì không tồn tại khái niệm đấng sáng thế. Khái niệm này đúng hơn là giáo lý của đạo Cơ Đốc Do Thái. Còn đối với tôi, đó chính là nguyên lý sáng tạo. Đúng hơn là nguyên lý theo thuyết Spinoza. Nghĩa là, đó chính là những quy luật của thiên nhiên, quy luật của vật lý mà tôi quan sát thấy mỗi khi tôi nhìn vào kính viễn vọng. Mỗi khi tôi nhìn thấy cấu tạo hết sức có tổ chức của vũ trụ. Như trong bông hoa hay cái bàn. Tất cả những cái đó là quy luật vật lý của vũ trụ. Và tôi nhìn thấy sự hài hòa, vẻ đẹp của mọi vật ở khắp nơi. Tôi xa rời với quan điểm có một vị chúa có râu đã tạo ra vũ trụ này từ số 0. Nhưng theo thuyết Occam thì giả thuyết này liệu có phức tạp hay không?
Hoàn toàn chính xác. Trên quan điểm triết học mà nói thì giả thuyết này hoàn toàn trái ngược với thuyết lưỡi dao Occam. Khoa học và tôn giáo có điểm gì tương đồng hay không? Tôi nghĩ là có chứ. Có những tư tưởng rất đồng nhất trong hai lĩnh vực, nghĩa là trong tôn giáo và trong khoa học, khi cả hai mô tả cùng một sự việc. Đó chính là thực tại mà chúng ta nhìn thấy xung quanh chúng ta. Như vậy, tôn giáo và khoa học sẽ phải gặp nhau ở đâu đó. Nếu không, nếu thực sự tôn giáo và khoa học nói những điều hoàn toàn khác nhau, thì có nghĩa là có vấn đề về logic trong hệ tư tưởng của khoa học hoặc tôn giáo. Nhưng phải hiểu ý tôi cho đúng. Tôi không muốn chứng minh thuyết phù hợp, nghĩa là không nên lẫn lộn mọi chuyện. Mỗi lĩnh vực đều có phương pháp riêng của mình và phạm trù chuyên biệt của mình. Ví dụ phương pháp khoa học thì nghiêm ngặt, chính xác và dựa vào thí nghiệm. Ngôn ngữ của thiên nhiên là một ngôn ngữ toán học, vậy cần phải truyền tải tất cả ngôn ngữ đó thành những phương trình toán học. Tôn giáo thì chắc chắn dựa vào trực giác nhiều hơn. Tôi nghĩ là khoa học và tôn giáo đều có phương pháp riêng của mình và nên giới hạn trong lĩnh vực của mình. Nhưng khoa học và tôn giáo làm sáng tỏ lẫn nhau. Tôi nghĩ khoa học là một cửa sổ giúp chúng ta có thể nhận thức thực tại. Tôn giáo là một cửa sổ khác. Thi ca lại là một cửa sổ khác nữa, hoàn toàn giống như nghệ thuật. Mỗi cửa sổ làm phong phú thêm ý niệm của con người về thực tại. Vậy cần phải có toàn bộ, có đầy đủ. Chính con người lúc nào cũng khăng khăng cố chấp chia ra các ô. Chứ như anh biết đấy, thiên nhiên là một tổng hòa, một tổng thể. Vũ trụ không phải là một nơi êm ả, thanh bình và cố định. Nó luôn luôn chuyển động và đầy rẫy nguy hiểm. Có cái gì đó khiến người ta hoảng sợ. Tôi muốn nói là sự vô hạn của không gian khiến người ta chóng mặt. Tôi không biết với ông thì như thế nào khi ông ngắm nhìn vũ trụ. Đúng thế, anh không phải là người duy nhất bị như vậy đâu. Vào thế kỷ 17, khi mà triết gia người Pháp Pascal vẫn hoàn toàn chưa biết gì về kích thước của vũ trụ, ông ấy đã phải thốt lên rằng, sự im lặng của những khoảng không vô tận làm tôi kinh hãi. Tiếng kêu sợ hãi hiện sinh của Pascal là từ thế kỷ 17 cơ. Thế còn ông, vũ trụ có làm ông kinh hãi hay không? Không, tôi có thể nói là tôi thấy vũ trụ gần gũi như một người bạn thì đúng hơn. Bởi vì đối với tôi cảm thấy gắn bó với vũ trụ này. Tôi là con cháu của những vì tinh tú. Tôi gắn bó với vũ trụ bởi ánh sáng. Trên thực tế, thứ ánh sáng này là một thông điệp mà tôi biết cách giải mã. Vậy nên đối với tôi, vũ trụ là một nơi gần gũi như gia đình, anh em vậy. Nhưng những hố đen, những ngôi sao có khối lượng lớn, những ngôi sao mới rất sáng, những ngôi sao neutron quay rất nhanh, tất cả những cái đó rất nguy hiểm, đúng không ạ? Đúng, tốc độ là 250 km/giây. Vậy thì tất cả những ngôi sao đang chuyển động đó có thể tiến sát gần nhau chứ? Không có nhiều vụ va đập giữa các vì sao đến mức như vậy đâu. Đúng ra thì thỉnh thoảng có những va chạm giữa các tiểu hành tinh. Và chuyện đó đã từng xảy ra. Như anh biết đấy, cách đây 65 triệu năm, tiểu hành tinh cuối cùng đã tiêu diệt những loài khủng long và dọn đường cho các loài động vật có vú xuất hiện. Những loài động vật có vú này trên thực tế là tổ tiên trực hệ nhất của chúng ta. Nhưng nguyên nhân của tất cả những sự hủy diệt hàng loạt đó ngày càng có vẻ như là do các tiểu hành tinh hay sao chổi rơi xuống trái đất thì phải. Đúng vậy, nên anh có thể thấy chuyện đó như là những hiểm nguy, và đó là sự ngẫu nhiên, chứ không phải nó được quyết định như vậy. Có một thành phần ngẫu nhiên, chính phần ngẫu nhiên mà vũ trụ sử dụng để sáng tạo ra mọi thứ. Vậy thì đó là một phần của sự sống, tóm lại một phần của sự tiến hóa của vũ trụ. Cho nên đối với tôi, điều đó không đáng sợ. Và sự hòa điệu với vũ trụ mà tôi cảm thấy mọi người cần phải nhìn thấy nó. Tôi khuyên anh nên tới một kính viễn vọng và ngắm nhìn vũ trụ. Tôi hy vọng là ít nhất anh đã ngắm nhìn những hành tinh của hệ mặt trời của chúng ta. Chúng đẹp tuyệt vời. Những vành đai của sao thổ chẳng hạn. Anh biết đấy, với kính viễn vọng nhỏ, chúng ta đã có thể nhìn thấy tất cả các kỳ quan rồi đó. Thực sự là tuyệt đẹp đấy. Làm như thế, tôi nghĩ anh sẽ thấy vũ trụ đỡ đáng sợ hơn.